Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta thì tôi sẽ trả lời cho một bạn có tên là Nguyễn Trịnh Đình. Thì cũng không biết là Đình Trịnh Nguyễn hay Nguyễn Trịnh Đình gì đó. Thì sau khi anh coi cái video của tôi có cái tên là bắt buộc phải đo vẽ khi tranh chấp tòa án, thì anh lại có một cái câu hỏi, và tôi cũng muốn thông qua cái câu hỏi này để trả lời cho anh Nguyễn Trịnh Đình và cũng là trả lời cho quý vị và khán giả thêm một lần nữa. Thưa quý vị và các bạn, đây là một cái video thứ ba tôi nói về tại sao phải đo vẽ. Tôi đã nói trong hai video trước đó, nếu liên quan đến bất động sản, tòa án là một cái cơ quan quyền lực nhà nước, thì tòa án phải dựa trên những cái chứng cứ có thật tại thời điểm xét xử, cho nên tòa án phải tiến hành cái thủ tục gọi là thu thập chứng cứ, trong đó có một cái chứng cứ gọi là đo vẽ để làm căn cứ xử chứ. Nếu bây giờ không đo vẽ thì làm sao? Nếu bất động sản mà người ta, các bên đương sự người ta yêu cầu nguyên đơn, họ yêu cầu chia đất, mà mình không đo vẽ, mình không xuống thẩm định, mình không ủy thác để thu thập chứng cứ thì làm sao? Không nói nhiều về cái việc đo vẽ nữa, thì tôi nói rằng là cái việc khi tranh chấp ở tòa án, trong cái vụ thừa kế nè, trong cái vụ tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng nè, trong cái vụ tranh chấp tài sản chung vợ chồng liên quan tới nhà cửa đất đai là phải đo vẽ. Tôi sẽ trả lời hai cái câu hỏi của anh Nguyễn Trịnh Đình. Câu hỏi thứ nhất anh trả hỏi là đo tiếp cận là gì và thực hiện như thế nào. Thưa quý vị và các bạn, thông thường thì một số cái tòa án trong cái quá trình mà mình khởi kiện ở tòa đó, thì tòa yêu cầu mà nguyên đơn làm một cái gọi là cái gì quý vị không? Làm một cái hợp đồng với một cái công ty đo vẽ, thì có thể là công ty đo vẽ đó là họ hợp tác với tòa, cũng có thể là cái công ty đo vẽ là một cái công ty do mình tự yêu cầu. Thì thực sự ra cái công ty do mình tự yêu cầu thì nó cũng hơi khó hơn, vì như vậy nó sẽ quý vị và các bạn biết, nó sẽ không chuyên nghiệp, mà vẽ thì lại không đúng ý tòa. Cho nên tôi nghĩ rằng tốt hơn hết rằng là mình sẽ uyển chuyển giữa một cái công ty nào đó mà họ thường làm quen với tòa. Để gì? Để khi mà người ta đo vẽ thì sau này trong cái quá trình mà chia thừa kế, chia tứ cạnh rồi chia nhiều thứ đó, thì mình sẽ rõ hơn trong cái vấn đề này. Bạn hỏi rằng là đo tứ cạnh là gì và thực hiện như thế nào. Thì thưa với quý vị và các bạn, thì mình chỉ mỗi một việc là với quý vị và các bạn biết không, mình mỗi có một việc đó là mình sẽ đo tứ cạnh, mình liên hệ với ở bên công ty đo vẽ, mình nói rằng là bây giờ tôi có một cái diện tích là 1000 mét vuông, vậy thì anh đo vẽ tranh chấp ở tòa án là giá bao nhiêu, và mình ký hợp đồng với họ. Còn không có cần thiết là tại vì đây là cái kỹ năng của họ và họ làm dịch vụ thì mình trả tiền cho họ, và mình chỉ cần ký cái hợp đồng là bây giờ là sao? Là bây giờ là tôi có 500 mét vuông nè, đang tranh chấp ở tòa, thì bây giờ tôi ký hợp đồng với anh là cái giá bao nhiêu. Còn cái việc mà đo tứ cạnh đó là chuyện của họ. Thì hôm nay tôi sẽ lấy một cái ví dụ, đây là được mã hóa. Bạn Nguyễn Trịnh Đình ơi, cái tứ cạnh là gì? Cái tứ cạnh là Đông Tây Nam Bắc vậy thôi. Đông này giáp thửa số 65, Tây này giáp cái con đường, Bắc là giáp cái con đường. Đông Tây Nam Bắc đó bạn, đo tứ cạnh. Cái cách, cái thuật ngữ của người ta vậy. Mình khi mình đo vẽ thì mình cũng không cần phải ý kiến là bây giờ mình đo như thế nào và tranh chấp như thế nào. Mình chỉ cần cầm bản vẽ và mình hiểu được rằng tôi nhờ cái công ty đo vẽ, công ty đó có chức năng giúp giùm tôi và công ty đó đã giúp tôi kiểm tra nội nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền là đủ. Mình không quan tâm tới cái chuyện là tước cạnh là cái gì và thực hiện như thế nào, đó là cái nghề của người ta. Giống như quý vị và các bạn hỏi chứ bây giờ mình ăn một cái tô bún riêu đi, mình hỏi bây giờ nấu bún riêu sao? Không, mình chỉ cần là kêu một cái tô bún riêu ra mình ăn và họ trả tiền. Nếu mình quan tâm thì mình sẽ hỏi một cái cách nấu bún riêu như thế nào. Còn bây giờ vấn đề nằm ở chỗ mình mua một cái vật gì đó, nếu như trong trường hợp nó phù hợp với mình. Tại vì cái dịch vụ, cái ngành nghề của người ta là đo vẽ. Và quý vị và các bạn thấy không? Đây là bản đồ hiện trạng vị trí và để mục đích để bổ sung tranh chấp tại tòa án. Tranh chấp tại tòa án nha quý vị, chứ không phải là tranh chấp ở một số cơ quan khác. Rồi, bạn Nguyễn Đình Thịnh hiểu ha. Bây giờ qua cái câu thứ hai, đó là việc chênh lệch diện tích đất sau khi đo đạc lại so với đất trước đó thì có được công nhận phần diện tích đó không? Cái câu trả lời này thì tôi sẽ đi rất là chi tiết bằng kinh nghiệm của luật sư nha quý vị. Thì tôi cho nó là những cái trường hợp nó xảy ra như thế này. Tôi đặt giả sử toàn bộ cái phần diện tích đất tranh chấp này là 100 m², 100 m² nha quý vị. Tôi ví dụ nó là 100 m². Vậy thì bây giờ tôi đang nói là trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người thừa kế, của người đang tranh chấp cũng là 100 m², sướng quá. Sau khi kiểm tra nội nghiệp, đúng tọa độ, đúng diện tích, đúng số tờ, số thửa, thế là tòa áp lại và tòa xử thôi. Họ có 5 người thừa kế, mỗi người được 20 m². Vậy đó quý vị và các bạn, quá sướng. Vì tại thời điểm mà Ủy ban Nhân dân cấp, mà cái nơi có thẩm quyền cấp đất đó, và tòa án xử, cái diện tích trùng khớp thì không có vấn đề gì hết. Ở đây là tôi nói thật với quý vị, tôi đi cũng khoảng vài trăm vụ tôi mới rút ra được vấn đề kinh nghiệm đó nha anh Nguyễn Trịnh Đình, chứ không phải là tự nhiên hôm nay nói được cái vấn đề diện tích chênh lệch. Đó là trường hợp 1. Trường hợp 1 là diện tích trùng với dạng diện tích trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không có ý kiến gì ha. Trường hợp thứ hai, đó là diện tích của cái phần đất tranh chấp nó sẽ lớn hơn cái diện tích trên giấy. Làm sao? Hồi xưa đo bằng cái tay, tổng cái diện tích nó có 100 m. À, bây giờ khi mà đo vẽ lớn lắm, nó tới 120 m, mà toàn bộ xây tường hết rồi, thì tòa sẽ kêu các bên đương sự lại rằng bây giờ đó, cái ông nguyên đơn, ông đi khởi kiện chia thừa kế, chia cho 5 suất thừa kế. Trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cha mẹ của quý vị á có 100 m thôi. Bây giờ diện tích nó, chúng tôi tòa đã dùng cái cơ sở pháp lý, dùng cái công ty đo vẽ, đó là cái thửa đất đó. Nhưng mà bây giờ á, rào dậu xung quanh hết rồi, tổng diện tích nó tăng lên là 120 m. Các ông các bà thấy sao? Thông thường thì thẩm phán cũng sẽ động viên lấy diện tích thực tế, là diện tích lớn hơn. Giả sử cái diện tích thực tế này, ví dụ như mình đo vẽ trong cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nó có là 100 m² thôi, anh Nguyễn Trịnh Bình Đình nhá, nó có 100 m² thôi. Tuy nhiên rằng là bây giờ đo vẽ nó tới 120 m². Và 20 mét đó nó ở nhà hàng xóm. Thì tòa nói rằng là trong cái số tờ, số thửa, tờ bản đồ của nhà liền kề thì bắt buộc phải kêu cái ông nhà hàng xóm lên. Sao cái thửa đất này ở đâu ra? Và tòa phải bắt buộc triệu tập người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Cái ông hàng xóm á, cái ông mà bây giờ á, cái ông liên quan ông lên ông nói: không tòa ơi, hồi xưa á, vậy à, đất này đất của cha mẹ họ đó. Hoặc là cái ông hàng xóm ông nói khác: ủa hôm nay tôi mới biết, vậy đất này đất của tôi yêu cầu các anh chị thừa kế hoàn trả lại. Rất là nhiều. Giờ đặt trường hợp 3 đó là diện tích nhỏ hơn diện tích trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trời ơi, ba mẹ có 100 m², trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên ba mẹ, không biết quản lý sử dụng làm sao mà cái ông quản lý sử dụng sao còn có 85 m² à. Mà mỗi một cái suất thừa kế đó thì yêu cầu là chia làm 5. Thì bây giờ tòa sẽ động viên các bên để chia làm 5. Chia bằng cách nào? Thì chia theo suất thừa kế. Tòa sẽ động viên các bên rằng là bây giờ các anh chị biết rằng là ba mẹ mấy anh chị là 100 m, mà nhà mình thì có 5 người. Nhưng mà khi chúng tôi mà đo vẽ đã được kiểm tra nội nghiệp lại á, thì cái ông hàng xóm ông đã lấn của mình hết là 15 m rồi. Thì bây giờ ý kiến của anh chị có tranh chấp cái phần đất này hay không? Nếu tranh chấp thì tòa sẽ hỏi ý kiến của sẽ khởi kiện, các anh chị sẽ khởi kiện cái phần 15 m² này. Còn không thì bây giờ thôi thì người ta cứ đất giăng dây cày cặm xào. Mình giờ mình lấy 85 m² này mình chia cho các suất thừa kế là 5. Như vậy nha quý vị và các bạn, khi diện tích tăng so với diện tích trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khi diện tích giảm theo diện tích theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì các bên đương sự sẽ được tòa mời lên và sẽ giải thích về cái hướng quy định của pháp luật. Nếu trong trường hợp một số mấy anh chị em thẩm phán tòa kỹ hơn thì tòa sẽ có một cái văn bản hỏi Ủy ban Nhân dân. Trước đây thì cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cái người mà đang đứng tên á, cha mẹ họ là 100 m. Thì hiện tại là lý do tại sao diện tích lại tăng, lý do diện tích đất là giảm. Đó là một trong tất cả những cái lý do mà tôi trả lời tư vấn của anh Nguyễn Trịnh Đình. Hy vọng rằng là anh sẽ hài lòng với cách giải thích của tôi. Còn anh bảo với tôi rằng là sẽ có cái căn cứ viện dẫn. Dễ thôi, anh chỉ cần lên Google, anh search một cái chứng cứ mà tòa án thu thập thì anh sẽ biết điều luật nha. Thật ra thì trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi cũng không có muốn đưa quá nhiều cái điều luật. Vì thực sự ra là người dân muốn cập nhật thông tin thì họ muốn hiểu một cái câu chuyện thực tế. Còn nếu như trong trường hợp anh muốn quan tâm thì anh hãy liên hệ. Nếu anh tìm mà không được nữa thì anh hãy liên hệ với tôi anh nhé. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe một cái góc nhỏ của cái chương trình Dân ta phải biết luật ta. Hy vọng là cái việc mà đo vẽ diện tích đất cho tòa án sẽ giúp ích cho quý vị và các bạn. Xin trân trọng cảm ơn.